Dạ em xin chào tất cả các anh cần thủ đã quay trở lại với video mới của em ạ. Thì ngày hôm nay em gửi đến các anh một lô mấy câu ha. Có mấy câu đứng, mấy câu ngang. Câu thể loại lu nè, lăn xê nè, câu bè, câu ngâm và đánh lục được hết. Và em gửi đến các anh thêm phụ kiện đồ câu ha. Sẽ có là cước câu, lưỡi câu đa dạng, lưỡi câu đơn đài, săn hàng, lưỡi ba tiêu nhỏ, lưỡi câu cá bóng đục và mồi mềm câu lu nha. Rồi thì các anh đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình giúp em. Và số đi của em là 0356776692 nha. Bên em thì giá báo trên video chưa bao gồm phí ship nha. Các nhãn hàng được kiểm tra, bên em giao hàng toàn quốc cho mình. Thì đầu tiên em xin phép lên mấy câu gửi đến các anh ạ. Mấy câu cho em lên con đầu tiên đi, con rẻ rẻ trước đi ha. Con này là một con hàng Kodia xuất thị trường Nhật các anh. Toàn thân máy là carbon nha. Con này là hàng Kodia, nó còn cái tem giấy thì sẽ ra luôn. Đó. Vậy này giấy giao dịch của nó cả. Giấy tem nó in giá. Rồi, con này thì ngoại hình còn khá đẹp nha. Tay quay thì các anh có thể đổi trái phải được hết ạ. Máy quay nhẹ nhàng mượt mà, con này về câu giải trí, ao hồ sông suối. Size thực là nó rơi tầm là 2000 cho mình nha. Mô bin sống lưỡi gà keo. Thông số cước hai vào được 150, ba là 100 m. Đó, máy nhẹ nhàng, nhẹ lắm các anh. Để cho các anh câu giải trí ha. Con này size 2000, tay quay đổi được trái phải. Giá bán là 160.000 ạ. Cho em mã số 1 nha. Cho em mã A1. Cho em mã A đi, hôm nay có phụ kiện và máy câu. Mã A1, giá 160. Rồi sang A2 ạ. A2 em có một con đến từ nhà Alpha Tekker. Đấy, con này size thực là tầm là rơi khoảng 3.000 nha các anh. Con này toàn thân carbon, cối là cối nhựa. Mô bin sống lưỡi gà keo. Cước số 2.5 vào được 170. Cước số 3 là 150. Con này thì ratio của máy là 5 chấm các anh nhé. Nếu mà canh vào cước số 2 á thì vào được 180 m. Vòng tua cao, có thể đánh câu lu được. Rồi, lăn cước còn mượt nha. Ngoại hình của máy câu thì nó đi theo thời gian nha. Cả cước tốt nè, tay quay đồ được trái phải ha. Con này tay quay của máy câu làm bằng kim loại nhá. Một chiều chốt chặn đây. Máy bại Nhật về em có test hoạt động cụ thể đầy đủ rồi. Các anh lên video các anh xem cái ngoại hình và em test bình thường và em báo thông số gửi đến các anh là ok nha. Máy không lỗi lầm. Con này giá bán là 180. Size thực 3000, cho em mã A2. 180k. Rồi sang A3. A3 em gửi đến canh một con nội địa Nhật Bản. Con này máy nhỏ nhưng mà có vỏ nha các anh nha. Đây, của hãng Ryobi Pro Target. Thông số cước đây, 2 là 160, 3 là 120, 4 là 90 và size thực của nó là em sẽ cho 1 đến 2000 nha, 1 đến 2000. Rồi, tay quay đổi trái phải nè và hàng sản xuất là tại Nhật ha. Có tay quay làm kim loại luôn, nó dài đây nè. Đó, này gập xuống là có thể gập tay quay lại được. Đấy, thấy chưa? Đấy. Tay cầm làm bằng gỗ luôn ha. Toàn thân carbon, cối kim loại. Máy cũng đã qua sử dụng rồi. Được cái lăn cước nó đẹp lắm các anh. Đây. Đây, màu vàng đẹp luôn. Và nấm côn keo nè. Đấy. Mô bin sống lưỡi gà keo. Con này nó có cái cốt bên trong nha các anh nha. Đó, máy quay nhẹ nhàng. Anh nào muốn mua con này về cái anh đi câu á, nó hiếm đụng hàng lắm nha. Đây là máy nhỏ, size thực tầm 1 đến 2000. Em mời các anh xem. Đấy. Rồi, còn dầu mỡ hết cho mình bên trong. Con này thì em bán với giá là 886.000 ạ. À, em nhầm, 386 các anh. 386k nha, là cho nó 390 đi. Cho em mã số 3 ạ, 390.000. Rồi sang mã 4, em gửi đến canh một con đến từ China xuất thị trường Nhật nha. Con này là một con Topic X3 2000. Thông số cước 2 là 200 m, 3 150, 4 là 100 m. Ratio của máy là 5 chấm.
của thương hiệu OGK. Mô bin sóng lùi gà keo nè. Thân máy carbon cối nhựa ha, cối nhựa cối mụ cho mình. Lăng cước sáng đẹp nè. Can câu cỡ nào thì cối nó cũng không bị hư đâu các anh. Yên tâm, máy rẻ mà. Đó, máy quay mượt mà các anh. Con này máy chạy bạch đạn nhé. Để em xem. Chạy một bạch đạn cho mình. Size thực của máy là cho 2000 đi ha, cho 2000. Tay quay đổi được trái phải nha. Em bán con này giá 190 mã số 4 A4 190.000. Rồi sang A5. Gửi đến cái một con tay quay đôi của Hàn Quốc xuất thị trường Nhật các. Con này thì tay quay làm bằng kim loại ha. Có thể đổi trái phải được luôn. Đó, một con Siêu Star DF30B. Size thực 2000. Ratio của máy là 4.3. Đó, 4.3 nha. Mô bin sóng lưỡi gà keo. Gạt tốt đây. Lăn còn mượt mà nè. Đổi tay trái phải được nè. Về câu giải trí ha. Câu tôm, câu bè, câu lu giải trí thôi. Đó, máy quay 1 chiều 2 chiều có hết và có thể đổi tay trái phải nha. Con này bán giá là 220. Tay quay đôi, tay quay làm bằng kim loại ha. Rồi chơi mã A5 220.000. Sang A6 gửi đến canh một con này rất là đặc biệt ha. Con này nè. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Mình có thể mình tiện lợi ở đây mình móc cái ngón tay vào cước rồi mình bấm này mình xả cước luôn. Thao tác nhanh. Đấy ha. Con này là một con của Hàn Quốc xuất thị trường Nhật, một con classic chạy bạch đạn, size thực tầm 2000 cho mình. Tay quay có thể đổi trái phải được nha. Cối của nó là bằng inox luôn đó các anh. Này, dày đặc cứng cáp luôn. Radio của máy là 4.3. Mô bin sóng lùi gà keo to. Đấy. Đạt tốt ha. Tay quay đổi trái phải được. Đó, có thể thao tác bằng cách này ha, có thể thao tác bằng cách này. Hoặc là mình lười biếng thì mình lấy cái này, đó mình đưa lại làm kỹ năng, câu kỹ năng. Máy quay mượt mà nhẹ nhàng tình cảm luôn. Con này bán 250.000. Cho mã A6 250. Máy còn khá đẹp nha. Rồi sang A7 em gửi đến canh một con máy lớn hợp kim nguyên khối cho canh về câu ngâm lăn xê đánh lục. Con này size thực là 6.000 các anh. Một con đến từ hãng Daiwa Silverline 2000. Có thông số cước to. Đây. Cước 3 vào được 515m. Cước 4 là 365. Cước 5 285. Cước 6 230. Cước 7 là 190. Máy to 6.000 nha. Gạt tốt nè. Lăn đẹp luôn nè. Ngon lành. Máy Daiwa nha. Hợp kim nguyên khối. Tay quay đổi được trái phải luôn. Đó. Nhẹ nhàng luôn. Ngon lành ha. Con này về á. Muốn mượt hơn. Thêm dầu vào giúp em ha. Rồi. Nguyên khối ạ. Con này em bán giá cho mình là 370k ạ. Cho em mã số A7 370. Rồi, em lên hết máy đứng đi ha. Xe mã A8 gửi đến canh một con máy nhỏ, size thực của nó sẽ cho là 1000 ạ. Con này là một con Daiwa Longcast Bull, máy carbon tay quay kim loại nè, về câu giải trí luôn nha. Máy có chạy bạch đạn, hình như là 4 bạch đạn. Con này hàng sản xuất là tại Thái Lan luôn các. Tay quay trái phải ha. Toàn thân carbon, tay quay kim loại. Lăng sáng nè. Máy quay nhẹ nhàng nè. Có tiếng nè, có tiếng ha. Nó quay nó có tiếng cho mình. Đó, hai chiều đều có hết. Hai chiều có hết nha. Rồi, con này giá bán là 300k. Máy Daiwa ca. Size 1000. Mã số là A8. Giá 300. Sang A9 gửi đến canh con Shimano ạ. Shimano SS 2000 nè. Con này size 2000 luôn. Hàng sản xuất là tại Korea nha. Korea. Này tay quay đổi trái phải. Cước 2 200m, cước 3 140, còn cước 10, cước 4 là 100 ha. Tay quay làm bằng kim loại cho mình. Đây.
Một chiều chốt chặn có. Máy quay có tiếng lưỡi gà. Rồi có hai chiều luôn, đầy đủ. Máy quay nhẹ nhàng nha. Anh nào thích cái ngoại hình như vậy thì mình lấy. Lăng cước còn đẹp luôn. Rồi con này bán giá 220 Shimano. Cho em mã số A9 220k. Sang A10 gửi đến canh một con máy nhôm luôn nữa nè. Máy hợp kim nè. Con này size 4000 ạ. Đến từ hãng Olympic. Toàn thân hợp kim, cối là cối hợp kim luôn. Full hợp kim nha. Hợp kim nguyên khối. Ngoại hình thì nó có màu thì nó cũ theo thời gian ha. Mô bin sóng lưỡi gà keo nè. Gạt tốt nè. Lăng cước màu hồng. À, nó đổ cái lăng cước màu hồng vào cái này, người dùng họ đổ nè nha. Tay quay trái phải được. Con máy này là của hãng Olympic nha. Đó, lên xuống đều nha, đi câu giải trí. Con này thì câu đơn ngâm lăng xê được nè. Size 4000. Giá bán là 230.000 ạ. Mã số A10 230. Rồi sang A11 gửi đến các một con Kaida rất là đẹp rồi ha. Con Kaida. Các bạn Kaida này thì câu rất là nhiều thể loại được. Có thể đi câu bè được nữa. Câu bè thì em cho thêm một cái cối cho các anh nha. Một cái cối vào đây cho các anh. Một cái cối carbon luôn. Con này là một con Kaida size thực tầm 4000. Chạy 7 cộng 1 bạch đạn nha các anh nha. Chạy tầm 8 bạch đạn. Và ratio cao luôn. 5.2 có thể đánh lua luôn á. Size thực là 4000. Có thể về câu đơn ngâm lăng xê nè. Và mình đánh lục đầu cần này. Hoặc là mình đánh ba tiêu nha. Con này cối là hợp kim. Đó. Đi kèm thêm một cái cối carbon cho mình luôn. Độ tay quay trái phải được nha. Đó. Núm côn thì nó nằm bên trên. Còn bên dưới là nó cái độ côn này là cái xạ nhanh. Cho anh nào thích xạ nhanh nha. Đó. Nới lỏng ra coi. Từ từ. Đấy, nới lỏng nè. Rồi siết chặt nè. Xạ tùy á ha. Xạ nó có cái côn của cái xạ luôn. Đó, còn bật về vị trí ban đầu thì như vậy, canh cứ câu bình thường, muốn siết cứng thì cứng ha, muốn lỏng thì lỏng. Rồi, con này tay quay độ chiều trái phải và có thắng ABS luôn ạ. Nhẹ nhàng tình cảm luôn các, rất là mượt ha. Có hai chiều có. Máy này em bán giá là 350.000 cho em mã A11 350. Sang A12 gửi đến canh một con Shimano Navi các. Shimano Navi nội địa Nhật Bản. Con này dòng X2000 và size thực của máy là 3000 các. Bạn đời thấp nó không có đúng cái số này đâu. Nó to bằng máy 3000 nha. Đó, các anh lấy con Shimano Senna các kiểu của các anh đó, Shimano FX đồ đó, các anh lấy 3000 so với con này là bằng nhau. Con này là cước 2 là 220 nè, cước 3 150, còn cước 4 là 100m. Toàn thân máy carbon nha, cối là cối hợp kim. Đó. Gạt tốt nè. Lăng còn bóng đẹp. Ngoại hình của nó thì nó sơ xước này. Thôi ha, sơ xước. Dòng này nó bền lâu các anh ạ. Cái này hơi khô dầu, các anh về các anh châm dầu vô giúp em nha. Châm dầu vệ sinh lại máy. Con này giá bán 330. Mã A12 330. Rồi sang A13 gửi đến các anh một con máy to. Con này to. To kinh khủng luôn các anh. To 10.000 nha, máy này 10.000. Toàn thân carbon, cối là cối nhựa nha. Nhựa này nó cầu bền luôn á các anh. Này cái côn nó rất là ngon. Đấy, cực kỳ ngon luôn cái côn này. Con này thì tay quay độ trái phải nha. Máy 10.000, có ratio cao 4.5. Chạy một bạch đạn. Toàn thân carbon, tay quay kim loại. Gạt tốt. Nói chung là ngoại hình của nó cũ tới thời gian thôi. Còn tất cả hoạt động là còn bình thường nha. Máy 10.000 ca. Có thể về câu lục, câu biển. Đánh bạc bại. Bạc bại là kháng mặn luôn. Cái cối nó khỏi sợ muối ăn. Con này giá bán là 380.000. Mã số A13 380.
Sang A14 này cũng là một con máy to này, size cũng cỡ 10.000 luôn các. Này thì em chưa vệ sinh, em chưa đánh mấy cái khe bên trong nó dính bụi thôi. Con này là một con Daiwa Spotlight ST5000X các. Này thông số cước nó nè. 6 là 320, 7 207, 8 203, 10 là 180m các. Size thực 10.000 luôn. Hàng nội địa Nhật Bản ha. Nguyên khối hết. Hợp kim nguyên khối. Lăng cước còn đẹp nè. Mô bin sóng lưỡi gà keo. Đó, đội tay quay trái phải hết. Từ từ. Rồi đúng rồi, cái thông số cước đúng rồi. Rồi. Máy này quay bạo lực nha, câu cá bạo lực. Máy hợp kim, trọng lượng nặng, câu cá bạo lực, đầm tay chắc khỏe luôn. Con này giá bán là 690.000 ạ. Mã số A14 690. Rồi sang A15. Em gửi đến canh một con máy lua ạ. Con này hơi cổ, em để giá thấp lại ha. Nó có xước này bên trên này, mặt này. Đây là một con Daiwa, máy câu lua ngang. Máy lua ngang dùng bên tay phải, quay bên tay phải ha, dùng ném cần tay trái. Con này nó có nấm hạm hết, đây là nấm hạm nè. Này nấm nè, nấm hạm nè. Có nút xạ luôn ha. Đó. Một chiều chốt chặn có dòng dạng ai thắng ly tâm á các. Này thắng ly tâm nhanh chưa? Đấy. Nhẹ nhàng ha. Con này thì thuộc Made in Japan nha, hàng nội địa Nhật Bản các. Hơi cũ tí xíu ở bên trên. Nói về câu giải trí ha. Rồi. Con này bán 280 ạ. À. Mã số A15 280.000. A16 gửi đến cái một con máy tròn của hãng Olympic à. Con này về dùng làm gì thì các anh dùng ha. Đó. Quay 2 chiều 1 chiều đều được hết á. Con này nó có cái lỗ bên đây để cho cái sọ dây nè. Con này thì đặc biệt á, các anh nào muốn hay đi câu đài á, các anh có thể buộc dây bảo hiểm câu đài vào đây ha. Để cho con cá nó lôi á, khỏi sợ nó lôi ngắn, cho nó lôi dài đi luôn. Đây. Rồi mình thu về. Đó. Nhiều anh cũng làm vậy. Còn con này thì các anh cứ đi câu cá ha. Câu thể loại gì thì tùy ra. Con này chắc các anh đi mang đi câu phờ ly được. Phờ ly suối ha. Đó, kim loại đó các. Nên này em bán giá các anh hôm nay là 150.000 ạ. Mã số A16 150. Sang A17 ạ. Em gửi đến các anh con máy này về sưu tầm. Một con PDS ha. Này máy nhựa à. Máy nhựa carbon gì đó. Nhựa ABS thì nó ngon. Này loại nhựa ABS nha. Khó gãy lắm, khó bể lắm. Này là của hãng Alpha Ticker nè. Đó, một con có đèn nha các anh. Bên trong cốt của nó là các anh thấy cái lô cối nè, lô cối kim loại luôn. Đấy, em quay cho các anh xem. Nè, hai cái đèn của nó nè. Khi quay á, nó chạy động cơ nó có đèn nè. Thấy chưa? Nó có đèn xanh lá cây và xanh nước nước biển. Một xanh dương á. Đó. Ở bên ngoài nhìn nó đã mắt hơn các anh. Vào video thì nó nhìn nó hơi chói. Hơi chói, nó chói thành màu trắng luôn, không có đẹp. Ra bên ngoài màu xanh với màu nước biển á, xanh lá với nước biển nó đẹp lắm. Đó, câu đêm có đèn hoặc là mua về cho con em mình câu giải trí nó thích lắm nha. Cái này là thuộc dòng những cái dòng hột vịt đó. Con nít nó thích câu lắm. Con này to nha, to á. Giá bán của con này sẽ là 330. Con này có đèn à. Mã số A17. 330k. Sang A18 gửi đến cái một con máy tròn này để cho cánh mang đi câu sông hồ hoặc là đi câu bè, ngồi xuồng câu nè. Con này thuộc hãng Tactic Enjoy nha. Hai này về chịu khó vệ sinh lại bên trong giúp em. Bên trong em chưa chùi. Có lăng chi cước đầy đủ nha. Có đồng hồ nè. Ở đây nó bắt cái nút rồi. Các anh về tự độ cái nút lại. Em để giá thấp cho mình dùng. Đó. Máy hoạt động nhẹ nhàng mượt mà luôn. Có sẵn dây luôn, về khỏi cần thay ha. Đấy, có 2 chiều tất cả đầy đủ hết. Có nấm hạm đây. Khi đóng cá cái hạm tại đây ha, hạm bằng cái nút này nè. Vừa quay nè. Hạm nè, đó, nó như vậy. Nó thao tác rất là dễ. Con này là hàng sản xuất là tại Korea các anh. Em bán giá máy này là 200.000. Cho em mã số là A18 đúng rồi, A18 nha. Giá 200. Máy ngang. Rồi sang A19 này, cũng là một con máy ngang nữa. Con máy tròn nè. Full hợp kim nè các anh, ha, full hợp kim luôn. Con này của hãng Olympic,
Olympic trong 60. Máy tay phải luôn nha. Quay nhẹ nhàng mượt mà. Có thắng hạm nè. Có nút xạ dây nè. Đấy, ok ha. Ở đây tiếng lưỡi gà này thì bật nó không có kêu. Thì mình trừ điểm cái tiếng lưỡi gà đi nha. Em bán cho cái này là 200k. Cho em mã A19 200.000. Rồi sang mã A20 thì con này nó nhỏ hơn anh. Con này nhỏ hơn thì chuyên câu bè, bè sông bè biển được. Câu bè thì ngon. Con này của hãng Olympic ạ. Cũng có thắng hạm luôn. Máy quay nhẹ nhàng mượt mà. Con này người ta chơi dây to chưa? Các anh muốn dùng dây nhỏ các anh tháo ra thay ha. Olympic Fighter 150 ạ. Có lưỡi gà. Đó. Máy Nhật nha, nội địa Nhật Bản các anh. Nút xạ lưỡi gà và có cái thắng hạm cho mình. Thắng hạm này. Đây là nút xạ ha. Gạt lên xạ. Đó, gạt lên xạ dây. Máy không lỗi lầm nha. Rồi, cho em mã số là A20, giá bán 200.000 luôn ạ. Rồi sang mã A21 thì gửi đến cái một con này. Con này nó tốt hơn nhiều ha. Con này có thể câu bè sông bè biển luôn. Thoải mái. Ngồi xuồng, ngồi bè đồ câu. Con này là một con Ben nha. Ben Made in USA. Con này là hàng của nước Mỹ. Ben No 5155. Đấy, máy ngang, có lưỡi gà nè. Đấy. Có xạ dây đây. Con này thì hoạt động rất là mượt mà và trơn tru rồi. Ngon lành lắm các anh. Anh nào chuyên câu máy ngang muốn dùng hàng tốt thì mình dùng những con này. Ben thì nó VIP rồi. Nó quá VIP rồi. Con này mã A21 giá bán là 600. A21 nha, 600.000. Rồi sang A22 ạ. Em có một con máy Fly to lắm các anh. Con này to lắm nha. Của hãng Olympic nè. 120 cocai, hút cai. Đó, con này cái chân của nó các anh có thể bẻ. Bẻ từ nó hướng này, nó sang hướng này được ha. Đó, quay như vậy. Hai chiều đều có luôn. Này nút gạt, gạt như nào đây. Sang này coi. Này, này có chốt chặn nè ha. Con này hiện tại đang tay phải nè các. Đó, chốt chặn nè ha. Đấy. Về nghiên cứu nha các nha. Này phun kim loại máy to lắm. Cực kỳ to luôn. Đó. Con này thì em bán giá cho các anh là 200.000 ạ. Mã số A20 24680. A22 ạ. Giá bán 200. Sang A23 thì em có một con này, con Ben nữa. Ben Long Beach 65, hàng Made in USA luôn. Này thì máy tay phải nha. Ngoại hình thì nó về mình đánh spa lại cho nó bóng sáng giúp em nha. Nhiều anh nó biết vệ sinh đó. Mấy anh về đánh mấy cái này lại bóng luôn như mới luôn á các. Rồi, xạ dây đều đầy đủ hết. Có lưỡi gà luôn nè. Con này nó to hơn con kia nha các. Nó bằng ở phần này nhưng mà cái phần tròn của nó to hơn. Con này thì em bán 550 nha các. Đó, để giá theo ngoại hình và các anh được cái con này nữa. Em tặng cho các anh con này luôn, đi kèm với cái con mã số A23 nha. Về lấy linh kiện được. Con này nó bị bể này nhưng mà hoạt động là siêu mượt luôn các anh xem. Đấy giờ. Đấy, ngon lành hết nè. Lưỡi gà có luôn nè. Đấy, lưỡi gà nó đá vào đây nè ha. Đó, mấy Ben Mỹ á. Đây là Ben No 85, hàng Made in USA luôn. Đó, có nút xạ thoải mái luôn. Nói chung là hoạt động tốt chứ. Nên tự nhiên nó bể như vậy. Tặng luôn á các. Rồi, hai con này 550.000 cho em ạ. A23. Rồi tiếp tục các anh nha. Em gửi đến các anh là lưỡi câu các anh. Em sẽ gửi đến anh em mình là tiếp tục series lưỡi BVLC trước. Đó, em có tổng là hơn 350 chiếc lưỡi cho mình lận. Hơn lận, tầm 308, 309 gì đó. Ở đây thì em sẽ có hai số nha. Số 10 và số 11 cho các anh. Đấy, 10 hộp. Số 10 là 40 chiếc nè. Còn 11 là 30 chiếc nè. Các anh nhân 10 lên giúp em nha. Đây em đã lấy ra và em sẽ đo trên Oliver cho các anh dễ nhận biết hơn. Bởi vì lên video là không biết nổi đâu. To nhỏ không biết đâu. Rồi, ok nha. Đấy.
Rồi, lưỡi số 10 thì nó là 3,5 oliver. 1, 2, 3, một nửa nữa là 3,5. Miệng của nó là gần 2 ô. Còn cái số 11 là bằng luôn, bằng với số 4 oliver và bằng với 2 oliver nha. Lưỡi này nó có ngạnh và nó có lộ truyền thống để cho các anh sọ dây vào ha. Đó, có lộ cho các anh sọ dây. Lưỡi có ngạnh, mũi nhọn và có cong. Một lưỡi to, cứng để cho các anh đánh săn hàng, đánh cá lớn nha. Có thể câu cá nào cũng được, cá mè, cá chấm, cá tra, cá hô đều thoải mái. Rồi, nguyên combo 10 hộp này em bán cho mình là 100k các anh. Cho em mã phụ kiện là mã B1 ạ, 100.000. Các anh không nhớ mã các anh cứ chụp hình màn hình điện thoại lại cho em nha. Rồi sang mã B2 nè, em lại đo lưỡi tiếp. B2 là lưỡi gì đây? Lưỡi này có thể mình đi câu cá tạp và có đi câu cá chim, đặc biệt là cá chim. Nó có chiều dài là 3 cm và miệng của nó là hơn 1 oliver ha. Đó, nó rộng một tí xíu và nó thẳng đứng luôn. Cá chim mà nó cắn vô nó là nó cắn cái miếng thép này nè, nó không có cắn trúng cái cước, nó không có bị đứt nha các anh. À, siêu nhọn luôn á. Có đuôi là đuôi dẹp ha, đuôi dẹp. Rồi ở đây số lượng bao nhiêu? Số lượng là 90 chiếc ạ. 90 chiếc ha, lưỡi Yuke. Hàng này là hàng có 90 chiếc lưỡi và giá bán là 99.000. Hàng tốt nha. Cho em mã B2 99k. Rồi sang B3 nè. B3 em có lưỡi câu đơn săn hàng. Câu đơn săn hàng có thể buộc lưỡi đơn, lưỡi đôi nè, lưỡi chùm nho cũng được các anh. Đó. Lưỡi này thì nó khoảng 2,2 đi nha. 2 oliver kèm theo 0.2 nè. Và miệng của nó là tầm 1 oli rưỡi các anh. Miệng của nó 1 oli rưỡi. Lưỡi này thì nó cong luôn các anh, nó cũng cong nha. Nó có cái đường cong bên này nè, đấy. Mũi nhọn có ngạnh và đuôi dẹp. Mũi nhọn có ngạnh đuôi dẹp. 60 chiếc lưỡi các anh. 60 chiếc lưỡi giá bán là 99.000 ạ. Cho em mã B3 60 chiếc 99.000. Rồi sang B4 nha. Một cái lưỡi câu đơn đài này, rô giết chép phi tự nhiên nè. Đây. Đó, có thể về câu cá rô, cá chê đồ các kiểu luôn. Lưỡi này thì nó sẽ là một mẫu 180 chiếc lưỡi. 180 chiếc. Có đuôi dẹp nha các anh nha, có đuôi dẹp ạ. Đây. Cái chiều dài của nó là khoảng là 1,6, nó tầm là 1 oli rưỡi và hơn 1 oli rưỡi nha. Và cái miệng của nó là gần 1 oli vợ. Lưỡi có ngạnh và đuôi dẹp nha các anh, có ngạnh đuôi dẹp. Rồi 180 chiếc có giá là 99.000 ạ. Cho em mã số là B4 99.000. Rồi sang B5 thì gửi đến cái lưỡi câu ba tiêu nhỏ, có thể gắn để câu ba tiêu, lưỡi đi cắm nè, đi câu lưỡi ba tiêu nè. Nhỏ nhỏ thôi các anh ơi, các anh câu đơn bằng lưỡi ba tiêu cũng được. Lưỡi này hoặc là các anh có thể gắn vào mồi dạ các anh nha, gắn vào mồi dạ để các anh câu. Nó tầm 1 oliver nhiêu đây nè, đấy. Cái ba đầu của nó tầm nhiêu đây á. Nó nhỏ 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 thôi, nó mini thôi các anh ạ. Chiều dài của nó thì khoảng gần 1 oli rưỡi nha. Đây. Có ngạnh á, có ngạnh hết và có lộ đầy đủ cho mình. Lưỡi ba tiêu á các anh, ba đầu à. Rồi. Số lượng là 120 chiếc nha. Em bán với giá là 119.000. Cho em mã B5. Giá bán 119.000. Rồi sang B6 thì em có thẹo lưỡi câu bóng đục buộc sẵn. Có thể về mình không thích cái thẹo này nữa thì mình bỏ cước đi rồi mình lấy cái lưỡi để mình tự buộc nha. Ở đây thì em có số lượng là 10 vị, mỗi vị có 2 bộ buộc sẵn. Mỗi bộ có 3 lưỡi nha. Này, mỗi bộ 3 lưỡi nó buộc như thế này. Này nó có ma ní cho mình luôn. Đó, buộc xuống ha. Mắc vào ma ní là chơi thôi. Này, lưỡi số 9 nha, nó có ngạnh các anh, hai đầu ngạnh luôn, các anh xem là hai ngạnh luôn nha.
hai ngạnh ở sống lưng. Đúng rồi, hai ngạnh sống lưng nha. Từ từ để em soi rõ đó. À, một ngạnh thôi, một ngạnh ở sống lưng. Còn một ngạnh ở đầu nha. Một ngạnh sống lưng, một ngạnh ở đầu. Hai ngạnh. Số 9 ạ, à, lưỡi số 9 nha. Chuyên câu cá bóng đục và cá ngoài biển. Cá bè cũng được. Rồi, mẫu này thì có giá bán là 99.000 ạ. À. Có 20 bộ nha. Mỗi bộ có 3 lưỡi và tổng là 60 chiếc lưỡi. Cho em mã B6, 99.000. À, sang B7 nè. B7 có cái lưỡi này nữa nè. Lưỡi này nhiều luôn các anh. Em có là 50 chiếc lưỡi ha. 50 chiếc thẻo buộc sẵn luôn. Lưỡi này là lưỡi cá hồi. Cái dòng lưỡi cá hồi này ngon lành luôn. Chưa qua sử dụng luôn đó các anh. Nè. Nó giống lưỡi câu đơn ấy. Câu đơn cá đô phi, cá chép đồ các kiểu á. Đấy. Vừa miệng luôn ha. Nè. Nó có cái thẻo nó buộc sẵn luôn. Các anh về các anh móc vào thôi. Thẻo này thì nó dài khoảng 70 cm các anh. 70 cm. Ok ha. 70 cm. À, lưỡi thì nó ghi số 10 các anh. Lưỡi số 10. Lưỡi câu đơn á. Nó buộc là câu đơn á. Rồi, giá bán là 99.000 nha. Cho 5 vị. Mỗi vị có 10 thẻ buộc sẵn, tức có nghĩa là tầm là 50 chục chiếc nha. Cho em mã B7, 99.000. Rồi sang B8 ạ, à, em gửi đến canh mồi mềm nè các. Mồi mềm câu lu nè, đánh lu lóc nè. Lu những dòng cá khác nữa nè. Đó, mồi này mồi ngẫu nhiên nha các anh nha, mồi ngẫu nhiên, nó có là mồi mềm hết. Cái chiều dài như vậy nè, bằng đốt ngón tay á, trên dưới đốt ngón tay có mấy con dài hơn luôn nè. Đó, nó có kim tuyến nha, mà nó có mùi nha, đặc biệt nó dài lắm các anh, không có dễ đứt đâu, dài lắm. Các anh có thể mắc vào lưỡi dít hết nè, hoặc là lưỡi mình câu chì chạy nè. Nói chung mình câu luôn mồi mềm nha. Đó, nhảy cá có mùi nha, có mùi, và cái kim tuyến này là nó nằm bên trong luôn, nó không bị bay đâu, không bị bay màu luôn á, không bị bay kim tuyến luôn á. Như những con các anh mua là các anh bị bay màu hết, mà mấy con này là không bị nha. Rồi em có combo là 60 chiếc các anh. Các anh muốn xem hình lại thì các anh cứ báo em. Em nhầm, 40 con ạ. 40 con. 40 con mồi mềm, câu lu, đánh lóc là nhảy nhất luôn. Ở đây thì cho em mã số B8, giá bán là 99.000, 40 con. Anh nào muốn mua số lượng nhiều cứ báo em nha, em vẫn còn. Rồi sang B9. B9 gửi đến canh cước câu ạ. Cước câu RXR ha. RXR. RXR Camelon của hãng Bonsec. Cước này cước màu nâu các anh. Đường kính là 0.32mm nè. Chịu tải được 11,7 kg. Mỗi cuộn có cho mình là 150m nha. Em để giá các anh là mua 1 tặng 1. Đấy, em bán lần 2 hộp luôn. Đó, là cá được 300m nha. Cho em mã số là B9, giá bán là 119.000 cho cuộn này. B9. Rồi sang B10 là cước Toton. Dòng Toton thì nó có màu trắng đục các. Màu trắng đục xuống nước là tàn hình luôn, bao tàn hình luôn. Chống sắn và chống ăn mòn cao nha, những cái mẫu này nè. Đường kính của cước là 0.35, chịu tải 12,5 kg. Mỗi cuộn có cho mình là 150m ạ. À. Em bán 2 cuộn, giá bán 119k. Cho em mã B10, 119.000. Sang B11 ạ. À. B11 thì em có tới là 3 loại, 3 đường kính khác nhau nha. Có đường kính là 0.35, chịu tải 14,4 kg. Mỗi cuộn có cho mình là 150m. Đây, màu đỏ đô ha. Đỏ đô. Đấy. Rồi, có thêm 0.40 nè. Chịu tải là 17,5 nè, 150m. 0.45 là chịu tải 21,9 kg. Chiều dài là 130. Đấy, anh nào muốn lấy mẫu nào thì lấy. Cho em mã số là B11 nha. B11 thì các anh lấy nguyên combo là như vậy. Đó, hai cuộn như vậy. Sẽ là 119.000 nha. Rồi B11.
Sang B12 gửi đến canh cước Axo các anh, cước Axo cước lụa nha. Cước này cước lụa. Đường kính 0.35 nè, chịu tải được 8.3 kg nè. Đường kính 0.26 chịu tải được 4.5 kg nha. Mỗi cuộn có cho mình là 600 m, cước màu nâu, dạng cước lụa, cực kỳ bền nha. Nó dai lắm các anh. Dai và mềm nha, đặc biệt cước này nó mềm. Cước Axo nha. Cho em giá bán mỗi cuộn là 190 ạ. Mã B12 nha. Mỗi cuộn là 190.000. Các anh cứ báo cái thông số đường kính giúp em. Rồi sang B13 gửi đến các anh cước Sufit các anh. Cước Sufit là chống sắn tốt nha. Cực kỳ thẳng cứng luôn á. Cứng cáp luôn, thẳng luôn á các anh. Cước Sufit này là cước Sufit Nhật luôn nha. Đường kính 0.35 nè, chịu tải 10 kg nè. Đường kính 0.40 chịu tải 14 kg nè. Sẽ có là màu trắng, màu xám và màu xanh nha. Hình như 0.40 là chỉ có màu xanh nha. Không biết, để em xem kiểm tra lại. Nói chung là màu trắng, xám và xanh nha. Các anh cứ báo em. Thì một mã các anh mua là được 300 m, nối liền với nhau hết à. Rồi, mã số B14. Một mã 300 m là giá bán là 99.000 nha. Rồi, ok. Và em xin kết thúc video tại đây. Em cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em ạ. Các anh có thể đặt hàng qua bên số này 0356776692. Và em chúc các anh đi cầu may mắn nha. Xin chào tạm biệt các anh.